Phần 3. Niệm Phật theo hơi thở. Bây giờ chúng ta quyết định trở về cái tánh Phật A-di-đà rồi. Đấy. Chúng ta bây giờ sống với tánh Phật của mình. Đấy. Thì cái phương pháp là niệm Nam-mô A-di-đà Phật hay là niệm A-di-đà Phật. Đấy. Đấy là cái phương pháp. Nhưng mà thường chúng ta thì niệm bằng cái tâm niệm và niệm bằng cái sâu chuỗi để nhớ cái con số là bao nhiêu. Cái này rất cần, cho nên thầy yêu cầu chị em ai cũng phải có một cái sâu chuỗi. Bây giờ chúng ta lấy cái huy hiệu của chùa mình là cái sâu chuỗi, nghĩa là ai đeo sâu chuỗi là biết là cái người là ở chùa chúng mình, còn nếu không đeo ấy thì không phải anh không phải người trong chùa. Tùy muốn đeo ở cổ hay muốn đeo ở tay cũng được. Đấy, để đứng ngồi lúc nào nó cũng tiện, nhớ đến cái sâu chuỗi mà niệm. Thế đó là một việc. Còn bây giờ ấy, thì chị em đã quen rồi, cái việc cầm sâu chuỗi mới coi như là đã thành rồi. Thì bây giờ thầy muốn xin chị em tiến lên thêm lên là không, vẫn cứ dùng sâu chuỗi nhưng mà niệm Phật bằng hơi thở. Cứ để một cái hơi thở nào theo như thầy ấy, thì A Di niệm thở vào, Đà Phật thở ra, A Di thở vào, Đà Phật thở ra, thì là một niệm. Thế cái niệm, một niệm mà bình an, mình soi cái niệm mới đúng thì lúc bây giờ mình mới tay nó mới lần một hạt. Thế thì theo như thầy thì thầy làm thế. Nhưng mà cũng có khi niệm lâu lâu thì cái hơi thở nó lại muốn rằng một chữ A thì vào, chữ Di thì ra, rồi Đà vào, rồi Phật ra. Nghĩa là mỗi hơi chỉ có một chữ thôi. Đấy, thì theo như thầy thì thầy thấy có khi thì mình dùng hai, thường là dùng hai chữ một hơi, nhưng mà rồi nó lâu lâu ngồi một lúc thì nó lại thành mỗi hơi thở có một chữ thôi. Thì các con thế nào? Thầy nghĩ là số đông là như vậy, bình thường là như vậy. Nhưng mà thầy chỉ dặn chị em thêm một lần nữa là cái hơi thở này chúng mình chưa làm chủ được nó, cho nên chúng mình còn phải hệ thuộc nó. Bởi vì nó ra vào từ bé nó đã quen rồi, cái đường lối trong cơ thể của mình, cái guồng máy thân thể của mình nó an ổn rồi, cho nên bây giờ mình nên theo nó chứ mình đừng cưỡng nó. Nếu mà chúng mình mà cứ muốn thay đổi cái hơi thở, nó đang dài mình muốn bắt nó ngắn, hay nó đang ngắn mình muốn dài kiểu nào đó ấy, thì bệnh luôn. Thế mà chúng mình ấy thì chưa biết gì về cái thân mình, cho nên mình chưa có chữa được cái thân mình. Vì vậy cho nên bây giờ cái khôn ngoan là chúng mình hãy tùy thuận cái hơi thở. Nó ngắn thì mình tùy thuận nó, mà nó dài mình cũng tùy thuận nó. Chỉ miễn làm thế nào đưa được cái tiếng A-di-đà Phật đó vào cái hơi thở thì thôi. Trong cái lúc thở ấy mình đừng nghĩ cái chuyện khác, mà mình cứ nghĩ một cái chữ A-di-đà Phật. Thế, tập làm sao cho nó thuần cái việc này. Cái việc này chị em làm đã xong chưa? Làm xong chưa? Bây giờ tập. Bây giờ chúng ta bắt đầu tập. Đấy. Thì bây giờ hôm nay thầy gặp chị em, cái việc tu thì nó phải dài, phải lâu. Nói thì nó vẫn chóng. Thế nhưng mà cũng nói trước để cùng nhau quyết định một con đường, cái đường lối chúng ta phải đi. Thế thì bây giờ hiện tại cái công phu trong mùa đông năm nay là chúng ta hãy làm thế nào để cái hơi thở của mình nó theo với cái chữ A-di-đà Phật. Nó đừng lông bông. Nó cái chữ A-di-đà Phật ấy, nó ghép được vào với cái hơi thở của mình. Thế như thế không những là cái lúc mà chúng ta ngồi an tĩnh, mà lúc chúng ta đi,
lúc chúng ta làm các công việc. Bởi vì có lúc nào mình không thở, có lúc nào mình ngừng thở. À, thế cho nên nếu một khi mà mình đã tập quen rồi thì thành ra lúc nào mình cũng niệm. Dù là quét nhà, dù là vác gạch, dù là khinh cát, dù là đi lên cầu thang, bước xuống cầu thang đã. Bởi vì lúc nào mình cũng thở. Cho nên cái tiếng niệm Phật ấy, nếu mà một khi nó quen rồi thì nó cùng với hơi thở, nó cứ thế nó khởi lên. Thế nó nhờ cái chuyện tự nó thành một cái thói quen, nó cứ niệm, mà thành chúng mình cũng thành một cái thói quen nhớ ra. Nhớ, nhớ đến Phật A-di-đà, nhớ chữ danh hiệu A-di-đà Phật. Thế đấy, cái việc ấy là cái mùa đông năm nay chúng ta cố gắng làm thế nào cho đến Tết cho được thuần hòa. Mà một khi đã thuần rồi ấy, thì chúng ta sẽ đeo cái thói quen ấy trọn đời. Nghĩa là phải tập mãi hoài chứ không ngưng nữa, cho đến lúc cuối cùng cái hơi thở nó thở ra, nó không vào được nữa. Lúc bây giờ chúng ta vẫn là đang niệm Phật, bởi vì đã thành cái thói quen rồi. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ, từ việc thánh cho đến việc phàm, cũng không ra ngoài cái thói quen. Nói tiếng nhà chùa gọi là cái nghiệp. Hễ có cái nghiệp niệm Phật thì lúc lâm chung nó sẽ niệm Phật. Thế cho nên bây giờ chúng ta phải tập có một cái thói quen, nghĩa là tập có một cái nghiệp niệm Phật, mà niệm theo hơi thở. Thì như thế, hễ còn hơi thở là có thở là có niệm Phật. Mà chúng ta thì cho đến giờ phút cuối cùng đấy. Cho nên nếu mà những vị mà tập như thế, những cái chuyện chết bất chợt, hoặc là cái cành cây nó rơi xuống và gãy cổ, thì ngay cái lúc ấy là cái lúc mình cũng đang niệm Phật. Bởi vì đến cái lúc ấy mình cũng vẫn còn thở cho đến cuối cùng. Cho nên chúng ta cứ tập để cái hơi thở là cái mà thân chúng ta, cái nghiệp thở đó, là chúng ta không lúc nào ngừng. Hễ ngừng là tức là hết cái thân này. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng tập cho cái chữ A-di-đà Phật nó theo với cái hơi thở. Tức là cái chữ A-di-đà Phật cùng với chúng ta cùng sống cùng chết. Đến lúc nào, cho đến lúc lâm chung không có cái thân, không có hơi thở, thì lúc bây giờ chúng ta mới không niệm Phật. Nhưng mà cái hơi thở ấy, thì nó theo với thân, nó sẽ hết cái lúc cái thân này tàn. Nhưng mà cái niệm Phật đấy nó lại theo với cái tâm của chúng mình, cho nên nó lại còn lại mãi về sau. Vì vậy chúng ta cố gắng, đấy là cái việc thứ nhất thầy xin chị em là cố gắng tập để mà chúng ta có cái nghiệp niệm Phật, cũng như bây giờ chúng ta đang có cái nghiệp thở ra thở vào. Đấy, trước khi dứt lời thầy lại ôn lại một lần nữa nè, việc làm của chúng ta bây giờ là cố gắng cùng với cái hơi thở chúng ta đạt được cái tiếng niệm Phật. Hễ còn thở là có niệm Phật, thở vào là cái chữ A Di, thở ra là chữ Di Đà, cái danh hiệu Phật gắn liền với cái hơi thở của chúng ta. Đấy là việc chúng ta tập, tập cái chữ A-di-đà Phật vào cái hơi thở. Tức là chúng ta lấy Phật A-di-đà, lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ làm nơi nương tựa, làm đời sống của chúng ta. Cũng như cái hơi thở đó, nó là cái sống của cái thân. Thì cái chữ A-di-đà Phật ấy, là cái chính là cái thân, là cái tâm của chúng ta. Đó. Cho nên là đời sống của chúng ta. Thì cái mùa đông này chúng ta trở về bốn chữ A-di-đà Phật, tập bằng hơi thở. Bởi vì trong cái lúc niệm bằng hơi thở đó, thì cái thần của chúng ta nó nhẹ, nó tĩnh. Chúng ta cái vọng tâm nó khởi lên, chúng ta thấy được. Đấy. Bây giờ cái việc thứ nhất thầy nhắc lại là chúng ta gắng làm thế nào gắn cái chữ A-di-đà Phật vào với cái hơi thở. Nhưng mà nhớ là đừng động đến cái hơi thở.
chúng ta tùy thuận cái hơi thở. Cho nếu mà chúng ta có một cái chỗ mà chúng ta muốn ảnh hưởng đến cái hơi thở thì là nó dễ bị bệnh, mà rồi chúng ta chưa biết cách để mà chữa cái thân. Cho nên chúng ta phải tùy thuận cái hơi thở, ngắn dài thế nào phải tùy thuận để êm ả. Thế việc đó là việc trước nhất, chúng ta phải tập cái hơi thở với cái niệm Phật. Đấy. Mà rồi cứ mỗi một niệm thì chúng ta lại rút một hạt. Như vậy là cả cái thân chúng ta cũng để ý, toàn thân để ý vào cái niệm này. Cứ niệm được một niệm mà tốt, không bị vọng tưởng, không bị chuyện nọ chuyện kia, niệm sáng suốt, thế thì chúng ta lần một hạt. Đừng vội đi nhanh, chậm cũng được. Một khi thành một cái thói quen rồi ấy, thì nó sẽ tốt, thì nó lại tự nhiên nó thành nhanh. Nhưng mà không cần nhanh, chúng ta chỉ cần cái thanh tịnh thôi, chứ không cần niệm được nhiều. Bởi vì vị nào vừa nói sáng hôm nay, cái tâm của chúng ta nó vô niệm. Cho nên niệm giết rồi một ngày mai nó sẽ dừng lại. Từ cái niệm mà chuyên nhất một niệm đến ngày mai nó sẽ dừng lại. Chúng ta trở về cái tâm phẳng lặng của chúng ta. Thì khi ấy nó không có động nữa. Thế nhưng bây giờ mình hãy trở về một niệm thanh tịnh. Rồi ngày mai từ cái một ấy nó thành vô niệm. Đến cái ngày giờ nó nhập định. Thế cho nên cái pháp tu Đức Đại Thế Chí, Ngài cũng nói rằng: Phật hỏi Viên Thông, con không chọn lựa, con chỉ thâu nhiếp tất cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm, nối nhau liền liền, được vào chánh định, đó là đệ nhất. Bây giờ chúng ta tu thì chúng ta cứ tập, đừng vội niệm nhiều. Bởi vì ngày mai đây ấy, mình còn không niệm nữa cả. Thế cho nên không vội cái nhiều, mà chỉ cần cái thanh tịnh. Đấy, để chúng ta trước hết nghe cho rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái khó khăn nhất của chúng ta là cái thân này, mình chấp nó là mình. Cho nên bây giờ nó đòi ăn, đòi mặc, đòi nhà cửa, đòi 100 thứ, đòi tắm rửa, đòi giặt giũ, nó đòi nhiều việc lắm. Thế mình phải bớt đi, đừng bày ra những các cái rắc rối, đừng bày thêm nữa, mà giản dị. Ăn mặc chỗ ở mình giản dị đi, mà mình đối với những người chung quanh cũng thế, giản dị. Người ta yêu cũng được, người ta ghét cũng được, miễn là mình đừng có chọc người ta, đừng làm những cái sai quấy mà về sau mình phải đọa lạc, thế thôi. Còn việc của người ta mình đừng vương vào, hãy yên ổn cái tinh thần để mà A Di Đà Phật cho nó vững, tức là luyện cái tâm của mình